Lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Tháp cho biết đến chiều ngày 12 tháng 8 đã có tổng số 148 bệnh nhân nhập viện liên quan đến vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại thành phố Hồng Ngự. Trước đó vào chiều ngày 6 tháng 8, nhân viên của một cơ sở sản xuất bánh mì đã giao 33 ổ bánh mì thịt đến cho công nhân của một công ty. Sáng ngày hôm sau vào ngày 7 tháng 8, bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự tiếp nhận 11 bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng lâm sàng như đau bụng, buồn nôn tiêu chảy. Đến chiều cùng ngày đã có thêm 9 ca nhập viện với các triệu chứng tương tự. Sau các công nhân đã có thêm rất nhiều người khác nhập viện cấp cứu với các biểu hiện tương tự, nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm. Tính đến chiều ngày 12 tháng 8, tổng số trường hợp nhập viện do nghi ngờ ngộ độc thực phẩm là 148 bệnh nhân, trong đó 44 người đã xuất viện. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với các đơn vị có liên quan điều tra làm rõ vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.